Những gì là 10? 1 là lễ kính chư Phật. 2 là khen ngợi Như Lai. 3 là rộng tu cúng dường. 4 là sám hối nghiệp chướng. 5 là tùy hỷ công đức. 6 là thịnh chuyển bánh xe pháp. 7 là thỉnh Phật ở lại đời. 8 là thường theo Phật học. 9 là luôn thuận chúng sinh. 10 là hồi hướng khắp hết. Những gì là 10 hạnh nguyện rộng lớn? Đây là hỏi về tên của người, của 10 hạnh môn rộng lớn. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Lễ là lễ phép. Lễ là đó đây, biểu hiện cung kính. Bạn lễ phép với người khác thì họ cũng sẽ lễ phép với bạn. Lễ là một trong ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Sở dĩ còn người khác với loài cầm thú là vì có lễ phép. Nếu chẳng có lễ phép thì chẳng khác gì loài cầm thú. Cho nên chúng ta đối với Phật phải thành tâm cung kính. Cung kính một người, chúng ta cần phải có sự lễ phép. Đối với Phật thì càng cần phải có lễ phép. Có lễ phép thì có sự cung kính. Tượng Phật là đại biểu tượng trưng cho Phật, cho nên phải kính lễ Phật. Trước kia, người Trung Quốc không muốn lễ lạy Phật, giống như người Mỹ bây giờ. Tôi đến nước Mỹ, có nhiều người nói với tôi rằng, người Mỹ chẳng muốn lễ lạy Phật. Tôi bèn nói, vậy thì càng tốt, không muốn lễ lạy Phật, thì tôi nhất định sẽ lễ lạy họ. Nếu họ không lễ lạy Phật, thì tôi sẽ không dạy họ Phật Pháp. Đây là lời nói không khách sáo. Bạn lễ lạy, thì tôi dạy bạn Phật Pháp. Nếu bạn không lễ lạy, mà lại muốn theo tôi học Phật Pháp, thì tôi sẽ không dạy bạn. Tại sao vậy? Vì bạn chẳng lễ phép với Phật, thì sao tôi phải dạy bạn chứ? Trước kia người Trung Quốc tuy tin Phật, nhưng chẳng muốn lễ lạy Phật. Giống như con khỉ, bạn dạy con, khi con khỉ lễ lạy, nó cũng chẳng muốn lạy, còn có ngựa, có bò, vân vân. Tuy trong tâm của chúng cùng kính Phật, nhưng cũng chẳng lạy Phật. Trước kia, người Trung Quốc đối với Phật cũng như thế, cung kính mà chẳng lạy. Trong tâm tin Phật, nhưng chẳng lạy Phật. Có một vị Bồ Tát, Lạt Na, nhìn thấy tình hình như vậy. Tuy người Trung Quốc tin Phật mà chẳng lạy Phật, thì chẳng có ích gì. Do đó, Ngài tạo một quyển lễ pháp, 7 cách lạy Phật. Để lạy, dạy cho người Trung Quốc lạy Phật như thế nào? Tình hình Phật giáo truyền đến các nơi cũng tương tự chẳng khác là bao. Lúc ban đầu, người Trung Quốc chẳng muốn lạy Phật. Hiện nay người Mỹ cũng không muốn lạy Phật. Tại sao vậy? Vì họ chưa từng lạy Phật bao giờ. Cũng có một thứ, tướng ta và ngã mạn. Cho rằng ta đây còn cao hơn núi Tu Di, làm gì mà có lệ, có thể lạy Phật được chứ? Thậm chí, có người thấy người khác lạy Phật thì họ đứng qua một bên, giống như khúc gỗ. Có người thì ngồi qua một bên, giống như hòn đá, có đủ thứ sự khác nhau như thế. Người tin Phật thì phải lạy Phật, cho đến Phật mà không lạy thì làm sao nói đến lòng tin được. Do đó chúng ta phải lễ lạy tượng Phật. Tượng Phật tuy làm bằng gỗ, vậy chúng ta lạy Ngài có lợi ích gì? Tượng Phật đó cũng chẳng phải Phật. Phật thì đầy khắp tất cả mọi nơi. Chẳng có một nơi nào mà chẳng có pháp thân của Phật ở tại đó. Tượng gỗ chỉ bất quá là một thứ biểu pháp mà thôi, cũng là đại biểu cho Phật. Giống như lá cờ của mỗi quốc gia, người dân cùng hướng về lá cờ quốc gia hành lễ chí kính. Lá cờ làm bằng vải hoặc bằng giấy. Vậy bạn lễ kính lá cờ có lợi ích gì? Quốc kỳ là đại biểu tính mạng của một quốc gia, cho nên nhân dân hướng về quốc kỳ lễ kính, tức cũng là cung kính đối với quốc gia.
tượng Phật cũng là tượng trưng cho Đức Phật, do đó chúng ta phải lễ lạy tượng Phật. Phật thì đầy khắp tất cả mọi nơi, vậy có phải chúng ta hướng về bốn phương tám hướng đảnh lễ chăng? Không hẳn như vậy, chúng ta phải nương tựa một nơi, có chỗ nương tựa thì sẽ có mục tiêu và đại biểu. Giống như hành lễ chí kính một quốc gia, phải chăng phải đến mỗi tinh, mỗi huyện để kính lễ? Không cần làm như thế, chỉ cần hướng về trước lá cờ, kính lễ thì được rồi. Chúng ta hướng về tượng Phật kính lễ, ý nghĩa cũng giống như thế. Bảy cách lạy Phật là: thứ nhất, ngã mạn lễ. Có người tuy lạy Phật, nhưng ngã tướng không trừ, nên lại chẳng tự nhiên, đều có cảm giác, tôi lạy Phật để làm gì? Sao tôi phải lạy Ngài chứ? Lạy Phật một cách rất miễn cưỡng, hoặc thấy người khác lạy, còn mình chẳng lạy, cảm thấy không thích hợp, cho nên cũng lạy theo, nhưng trong tâm bèn nghĩ, đây là mê tín, lạy có ích gì chứ? Đây là do còn tướng ta quá lớn, vẫn còn ngã mạn tồn tại. Thứ hai, cầu danh lễ. Nghe nhiều người khen ngợi nói người nào đó lạy Phật, lại tụng kinh, lại sám hối, thật là dụng công tu hành. Nghe người ta khen ngợi người đó tu hành, do đó họ bèn nghĩ muốn có được cái danh tu hành mà lễ Phật lễ sám. Tuy họ cũng tùy hỷ, nhưng họ chẳng phải lạy Phật một cách chân thật, mà là vì lạy danh cầu danh, tức chẳng phải vì tin, cũng chẳng phải vì không tin mà lạy, mà là nhìn thấy người khác lạy Phật, thọ được sự cúng dường, cung kính và khen ngợi, họ cũng muốn thọ người cúng dường, cung kính và khen ngợi. Thứ ba, thân tâm sướng hòa lễ. Nhìn thấy người ta lạy, tôi cũng lạy, họ lễ tôi cũng lễ, thân tâm chuyển theo người, họ như thế nào tôi cũng như thế ấy, chẳng màng lạy Phật có ích lợi gì hoặc chẳng có lợi ích gì, cũng chẳng màng là chánh tín hoặc là mê tín. Họ lại chẳng có tâm cầu danh, chỉ là làm theo người khác, lễ lạy Phật như vậy cũng chẳng có công đức gì, cũng chẳng có lỗi lầm gì, chỉ bình thường mà thôi. Thứ tư, trí tịnh lễ. Thế nào gọi là trí tịnh lễ? Trí là trí huệ, tịnh là thanh tịnh, dùng trí huệ chân chánh thanh tịnh thân tâm của mình. Đây là người có trí huệ. Phương pháp lạy Phật thanh tịnh thân, miệng ý, ba nghiệp của mình. Khi bạn lạy Phật thì thân chẳng có phạm giới sát, trộm, dâm, cho nên thân nghiệp thanh tịnh. Khi bạn lạy Phật thì cũng chẳng có tâm tham sân si, chỉ một lòng cung kính lạy Phật, cho nên ý nghiệp cũng thanh tịnh. Khi bạn lạy Phật thì niệm danh hiệu Phật hoặc trì tụng kinh chú cũng không phải nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng bốn điều ác, cho nên miệng cũng thanh tịnh, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh. Đây là bậc trí dùng trí huệ chân chánh để lạy Phật, gọi là trí tịnh lễ. Thứ năm, vào khắp pháp giới lễ. Khi lạy Phật thì phải quán tưởng thân ta tuy chưa thành Phật mà tâm tánh đầy khắp pháp giới, hiện tại đang lạy ở trước một vị Phật, đồng thời cũng lạy tất cả chư Phật khắp pháp giới. Không những chỉ lạy một vị Phật mà là ở trước mỗi vị Phật đều có hóa thân của tôi đảnh lễ cúi đầu, đồng thời đang cúng dường chư Phật Bồ Tát. Do đó có câu, tất cả do tâm tạo. Tâm đó của bạn đồng khắp pháp giới, thứ lễ lạy này cũng đồng khắp pháp giới. Bạn tu hành như vậy cũng đồng khắp pháp giới. Hết thảy 3000 đại thiên thế giới đều bao quát ở trong pháp giới. Thân tận hư không, khắp pháp giới. Bạn hành cung kính lễ cũng tận hư không khắp pháp giới, bạn đắc được công đức cũng tận hư không khắp pháp giới. Thứ sáu,
chánh quán tu hành chỉ thành lễ. Chánh quán là chuyên nhất tâm để quán tưởng lạy Phật, lạy một vị Phật là lạy pháp giới vị Phật, lạy pháp giới vị Phật tức cũng là lạy một vị Phật, vì mười phương ba đời chư Phật đồng cùng một pháp thân. Do đó, Phật Phật đạo đồng, chúng ta phải chuyên nhất tâm để quán tưởng lạy Phật. Tu hành đừng khởi vọng tưởng, đừng có thân thì đang lạy Phật, còn tâm thì chạy đến rạp chiếu phim, hoặc chạy đến siêu thị, hoặc chạy đến vũ trường, quán rượu vân vân. Tóm lại, không cần mua vé mà đi đến các nơi, lúc trên trời, lúc dưới đất, có lúc chạy đến nửa ước, rồi chạy qua San Francisco. Họ tự cho rằng có thần thông, kỳ thực quỷ thông còn không có, mà làm gì có thần thông. Đó chỉ là vọng tưởng mà thôi, khi lạy Phật mà khởi vọng tưởng, đó là quán. Chánh quán tu hành thì không khởi vọng tưởng, lạy Phật tức là một lòng lạy Phật, tâm không làm việc gì khác. Khi lạy Phật thì đừng khởi những vọng tưởng khác, đó gọi là chánh quán tu hành chí thành lễ. Tu hành như vậy, bạn lạy một vị Phật hơn hẳn trăm ngàn vạn vị Phật, cũng hơn hẳn những người khác lạy Phật trăm ngàn vạn lạy mà khởi vọng tưởng. Cho nên, tu hành thì bạn phải biết pháp môn đó và đắc được để mà vào. Nếu bạn chẳng biết pháp môn đó, tuy cũng lạy Phật, mọi người thì lạy Phật, còn bạn lạy Phật mà cứ khởi vọng tưởng, đợi tí nữa lạy Phật xong thì đi uống cà phê, uống rượu. Bạn cứ khởi vọng tưởng như vậy thì chẳng phải là chánh quán tu hành chí thành lễ, như vậy thì sẽ chẳng có công đức. Thứ bảy, thực tướng bình đẳng lễ. Thực tướng lễ là lễ mà chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ. Có người nói, tất nhiên lễ mà chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ. Vậy tôi chẳng lạy Phật, tức là lạy Phật. Chẳng phải nói như vậy. Ý nghĩa là, tuy bạn lạy Phật mà chẳng chắc tướng lạy Phật, cứ chẳng phải nói bạn không lạy Phật, tức là lạy Phật. Như vậy thì biến thành cuồng vọng. Loại người này hết thuốc chữa, không cách gì cứu được. Tại sao vậy? Vì sự chấp trước, tướng của họ quá ngu si. Thực tướng bình đẳng lễ là bình đẳng lễ lại Tam Bảo, lại cúng dường Phật Pháp Tăng, chẳng có sự phân biệt, một niệm chẳng sinh, một niệm chẳng diệt. Đây tức là Pháp Phật, Pháp thực tướng bình đẳng, chẳng sinh, chẳng diệt. Do đó có câu, một niệm chẳng sinh toàn thể hiện. Bạn chân thật lạy Phật, lạy đến một niệm không sinh, lạy đến không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, thì bạn với pháp giới, hợp đồng một thể. Lúc đó mười phương thế giới hiện toàn thân, thân thể của bạn tuy đang ở đó, mà lớn đồng pháp giới, tức cũng là thực tướng. Thực tướng vô tướng, thân đó của bạn cũng tức là pháp giới tức cũng là thân của bạn, đây tức là thực tướng vô tướng. Bạn thấy đây có diệu chăng? Trước kia thân của bạn lớn chỉ bằng cỡ núi Tu Di, mà núi Tu Di thì ở trong pháp giới, giống như một hạt bụi ở trong pháp giới mà thôi, đừng cho rằng núi Tu Di quá lớn. Nhưng hiện tại, núi Tu Di ở trong pháp thân của bạn, bạn bao hàm núi Tu Di, bạn thấy đây có diệu chăng? Hết thảy vũ trụ, tất cả toàn vật đều bao quát ở trong tự tánh của bạn. Đây là một thứ thực tướng bình đẳng, một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nếu bạn lạy Phật đến cảnh giới này, thì bạn nói chỗ diệu này, nói có hết chăng? Nói không thể hết được. Ở trên đã nói đơn giản về lễ nghi, bảy cách lễ lạy Tam Bảo. Nếu nói rộng ra, thì lễ nghi tới 300, oai nghi tới 3000. Chữ lễ rất là nhiều. Trung Quốc có
có một bộ lễ kinh còn gọi là lễ ký, chuyên ghi đủ thứ lễ pháp như vị trí, lúc nào ngồi thì nên ngồi, mỗi người đều có chỗ nhất định, người lớn thì có chỗ của người ngồi, trẻ con thì có chỗ của trẻ con ngồi, nam nữ già trẻ đều có vị trí chỗ ngồi của họ, không thể tùy tiện bạ đâu ngồi đó. Nói đến lễ, trước kia khi tôi còn trẻ hay nói về lễ nghĩa, nói về lễ nghĩa như thế nào, tôi rất hoan hỷ người ta cung kính tôi lại rất thích làm hoàng đế. Hết thảy trẻ con trong thành đều phải nghe lời chỉ huy của tôi. Tôi kêu họ vung lên một cái đồi cao, rồi tôi ngồi trên đó. Tôi kêu tất cả bọn trẻ con cúi đầu xá lạy tôi. Rất là kỳ lạ, bọn chúng cũng đều làm theo, không phản đối, đều nghe lời ra lệnh của tôi. Đây là sự việc xưa kia, lúc tôi khoảng 12 tuổi. Sau 12 tuổi, khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ chết, mới biết con người rồi cũng sẽ chết. Cho nên về sau, tôi thay đổi những tập quán, thói quen xấu, không còn kêu người ta phải cúi đầu xá lạy tôi, mà là tôi cúi đầu xá lạy họ. Khi bắt đầu, trước hết tôi lạy cha mẹ tôi, sáng sớm tôi đều lạy cha mẹ tôi, mỗi người 3 lạy. Về sau, tôi nghĩ đến thế giới, chẳng riêng gì cha mẹ, mà còn có trời đất, hoàng đế, sư phụ, do đó cũng lễ lại trời đất, hoàng đế, sư phụ. Lúc đó tôi còn chưa biết ai là sư phụ của tôi, nhưng trong tâm tôi nghĩ rằng, tương lai tôi chắc chắn sẽ có một vị sư phụ. Hiện tại, tôi chưa được gặp, nhưng tôi sẽ lễ lại sư phụ trước. Về sau, tôi lại nghĩ đến trên thế giới có những bậc thánh nhân. Do đó, tôi lại những bậc thánh nhân, lại có hiền thân, tôi lại lại bậc hiền thân. Rồi tôi lại biết trên thế giới còn có Phật, tôi lại lễ lại Phật, lễ lại Bồ Tát, Thanh Văn, Huyền Giác. Tôi lại nghĩ tới những người tốt, những người thiện, rồi tôi lễ lại họ. Trong tâm tôi nghĩ, vì họ làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, cho nên tôi thay thế người nghèo, cảm tạ họ. Về sau, tôi lại nghĩ, người ác cũng rất đáng thương, tôi nên thay thế họ, lễ lạy Phật. Xin Phật tha thứ cho họ, miễn tội lỗi cho họ, khiến cho họ cải ác hướng thiện. Do đó tôi lại đại biểu những người có tội trên thế giới, lễ lạy Phật, sám hối, lại đại biểu cho những người bất hiếu với cha mẹ trên thế giới, lễ lạy Phật, sám hối với Phật. Như vậy, mỗi lần lễ lạy hơn 830 lạy. Mỗi sáng sớm, tôi dậy thật sớm, khi mọi người chưa thức dậy, tôi rửa mặt đánh răng, mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài trời, thắp nhang lễ Phật. Rồi, trời có mưa to gió lớn, tôi vẫn lễ lạy, thậm chí trời đổ tuyết lạnh lẽo, tôi vẫn đứng ngoài trời lễ lạy. Lạy xong hơn 830 lạy, mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Buổi tối, khi mọi người đi ngủ hết, tôi lại ra ngoài trời lễ lạy. Tôi lại như vậy, trải qua nhiều năm, cho đến khi tôi ở bên phần mộ mẹ tôi, thì tôi mới thay đổi, mỗi ngày chỉ lạy chính lạy. Thế nào gọi là kính? Là làm theo những gì hợp với quy củ, hợp với lễ nghi. Nếu chẳng giữ lễ thì chẳng kính. Ví như bạn cung kính đối với người đó, thì ở trước mặt người đó phải giữ quy củ. Nếu như chẳng cung kính người đó, thì có thể tùy tiện phóng dật. Tuy hiện tại phải lễ kính đối với Phật, thì phải kiên thành, tức cung, tức kính. Lễ kính chư Phật, tức là lễ kính tất cả chư Phật 10 phương 3 đời. Phật là bậc đại giác, phàm phu thì tùy sinh mộng tử, sống thì như kẻ say, chết thì như kẻ mộng, chẳng biết ba cõi là khổ, cũng chẳng muốn thoát khỏi ba cõi.
đây tức là chẳng giác ngộ. Hàng nhị thừa trong phàm phu là bậc giác ngộ sinh tử vô thường, rất là nguy hiểm. Cho nên, tu hành đến được cảnh giới, lý không, ngộ được pháp bốn đế, xưng là thanh văn, ngộ được pháp 12 nhân duyên, xưng là duyên giác. Trong phàm phu có thể gọi là bậc giác ngộ, nhưng chỉ tự mình giác ngộ mà không thể giác ngộ kẻ khác. Chỉ biết tự lợi mà chẳng biết lợi kẻ khác. Đây gọi là tự giác. Bồ Tát lại khác với bậc A-la-hán. Bồ Tát thì tự giác, lại giác tha, tự lợi, lại lợi tha. Phật lại khác với Bồ Tát. Bồ Tát tuy tự giác, giác tha, nhưng chưa có giác mãn. Phật thì giác hẳn viên mãn. Giác cũng viên mãn, tu hành cũng viên mãn, tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn, cho nên Phật là một bậc đại giác, tức cũng là ba giác tròn, vạn đức đầy, cho nên xưng là Phật. Trong tiểu thừa, họ nhận rằng chỉ có một vị Phật, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ chẳng thừa nhận những vị Phật ở phương khác. Pháp tiểu thừa là pháp lúc ban đầu Đức Phật nói tại vườn Lộc Uyển, độ năm anh em Kiều Trần Như. Cho nên tiểu thừa chỉ biết có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà chẳng biết còn có vô lượng chư Phật khác. Vì không biết, cho nên nói là không có mười phương Phật. Vậy họ nói không có mười phương Phật, nghĩa là không có chăng? Chẳng phải dù họ thừa nhận có mười phương Phật thì vẫn có mười phương Phật. Họ không thừa nhận thì vẫn có mười phương Phật. Mười phương Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni là một thể, cho nên nói mười phương ba đời chư Phật đều cùng một pháp thân. Hiện tại, Bồ Tát Phổ Hiền phát hạnh nguyện rộng lớn này, tu hành nguyện này lớn cỡ nào? Nguyện này là nguyện cảnh giới, không thể nghĩ bàn, chẳng có cách chi biết được nguyện của Ngài lớn cỡ nào. Cho nên xưng Bồ Tát Phổ Hiền là nguyện vương, nguyện của Ngài là vua. Các lời nguyện. Một là lễ kính chư Phật. Chúng ta không phải chỉ đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Phật A Di Đà, mà một cái lễ lạy, tức là tất cả lễ lạy một vị Phật, tức là tất cả vị Phật. Lễ một vị Phật, tức là lễ tất cả các vị Phật. Lễ tất cả vị Phật, tức là lễ một vị Phật. Lễ tất cả vị Phật mà chẳng trách tất cả vị Phật. Lễ một vị Phật cũng chẳng trách một vị Phật. Hành thực tướng bình đẳng lễ, tuy lễ tất cả vị Phật hoặc một vị Phật, nhưng chẳng trách vào hình tướng. Chẳng phải nói công đức của tôi rất lớn vì tôi lại nhiều vị Phật. Những người khác chẳng tu hành giống như tôi, lạy Phật đừng có trách tướng. Lễ kính chư Phật, phải chăng chư Phật cần chúng ta lễ kính? Chúng ta lễ Phật, Phật cũng là Phật, chứ chúng ta chẳng lễ Phật, Phật cũng vẫn là Phật. Chứ chẳng phải chúng ta lễ Phật thì Phật được nhiều lợi ích hơn một chút, lớn hơn một chút, còn chúng ta chẳng lễ Phật thì Phật chẳng được lợi ích, cũng nhỏ hơn một chút. Chúng ta lễ Phật là đem hết lòng cung kính của chúng ta đối với phần của Phật, cũng chẳng tăng, chẳng giảm, cho nên lễ Phật đừng chấp trước. Hai là khen ngợi Như Lai. Tại sao phải khen ngợi Như Lai? Như Lai cũng chẳng cần người khen ngợi. Chẳng giống như chúng ta, bạn khen ngợi họ thì họ vui mừng lắm, lỗ mũi cũng cười, con mắt cũng cười. Bạn chẳng khen ngợi họ thì con mắt của họ sẽ nổi giận, lỗ mũi cũng nổi giận. Nếu như thế thì Phật với người chẳng có sự phân biệt. Vậy chúng ta không cần lạy Phật, cũng chẳng cần khen ngợi Phật. Tại sao?
vì Ngài vẫn giống như phù. Sao chúng ta lại phải lạy Ngài? Sao phải khen ngợi Ngài? Vậy Ngài không cần người khen ngợi Ngài, tại sao chúng ta vẫn muốn khen ngợi Ngài? Đây chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Đây chẳng phải là mâu thuẫn. Chúng ta khen ngợi Phật thì đối với tự tánh của chúng ta có công đức. Công đức gì? Trong tự tánh của mỗi người đều có quang minh. Nếu bạn khen ngợi Phật thì ánh sáng của bạn sẽ hiện ra, chiếu phá đèn tối của bạn. Bạn khen ngợi công đức của Phật thì trong vô hình khiến cho bạn sẽ không tạo tội nghiệp, sẽ không khởi vọng tưởng. Bạn bớt khởi một chút vọng tưởng thì trí huệ quang minh của bạn sẽ hiển lộ ra nhiều một chút. Tại sao người tu hành sợ khởi vọng tưởng? Vì khởi một vọng tưởng thì làm cho tự tánh nhiễm phủ một lớp đen tối. Chẳng khởi vọng tưởng thì tự tánh quang minh sẽ hiển lộ ra. Khi khen ngợi Phật, trong tâm hoan hỷ Phật, thì trí huệ quang minh hợp với Phật, thì tánh quang minh cũng theo đó mà hiển hiện ra. Thế nào là khen ngợi Như Lai? Ví như thiên thượng thiên hạ, vô như Phật. Trên trời dưới nhân gian, chẳng có vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán, vị thần nào có thể sánh với Phật được. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, chẳng riêng gì trên trời dưới nhân gian, chẳng có ai bằng Phật, mà trong mười phương thế giới cũng chẳng có ai bằng Phật được. Thế giới này của chúng ta có châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Âu, châu Úc, năm châu lớn, nhưng chẳng có một người nào trên thế giới, cũng như trong mười phương vô lượng vô biên các thế giới. Hiện nay, con người có thể dùng hỏa tiễn đi đến mặt trăng. Mặt trăng có thể nói là có thế giới khác, chỉ bất quá là một thế giới nhỏ. Con người và vạn vật trong mười phương thế giới tuy rất nhiều nhưng cũng không thể nào bằng Phật được. Hết thảy thế gian ta thấy hết, hết thảy tất cả thế giới này ta đều nhìn thấy hết. Tất cả không có ai như Đức Phật, tất cả chẳng có ai có thể sánh với Phật được. Lại nói, Phật A-di-đà thân sắc vàng, thân của Đức Phật A-di-đà, giáo chủ cõi Tây Phương cực lạc thế giới, là màu vàng ròng. Tướng tốt quang minh, chẳng ai bằng. 32 tướng và 80 vẻ đẹp của Ngài, quang minh chiếu khắp, chẳng có ai có thể sánh với Ngài được. Tướng bạch hoàng, uyển chuyển như tù di, tướng hào quang trắng giữa lông mì của Phật A Di Đà uyển chuyển như núi Tu Di. Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển, mắt của Phật A Di Đà xanh biếc như nước bốn biển. Trong quang minh có vô số hóa Phật, trong quang minh của Phật A Di Đà hóa ra vô lượng vô biên chư Phật. Hóa Bồ Tát cũng nhiều vô biên, Ngài lại hóa ra rất nhiều Bồ Tát, chẳng những có hóa Phật mà còn có hóa Bồ Tát, hóa Thanh Văn, Duyên Giác và sáu nẻo chúng sinh, vô lượng, vô biên. 48 nguyện độ chúng sinh. Phật A Di Đà có 48 đại nguyện để độ thoát tất cả chúng sinh. Chính phẩm sen vàng lên bờ giác, hoa sen phân ra làm chính phẩm, mỗi một phẩm lại phân ra chính phẩm, tổng cộng 81 phẩm. 81 phẩm hoa đây là một bộ phận tán thán Như Lai, cho nên thứ hai tu công đức tức là phán thán Như Lai. Như Lai trong kinh Kim Cang có nói, bậc Như Lai chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Như là tĩnh, Lai là động. Như Lai có thể nói giống như đã đến rồi, nhưng bản thể của Ngài chẳng động. Lai chẳng từ đâu đến, đi chẳng đi về đâu. Như là lý, Lai là sự. Đây cũng là cảnh giới lý sự vô ngại của bản kinh.
bản kinh có lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Như Lai là cảnh giới lý sự vô ngại, cũng là một trong 10 danh hiệu của Phật. 3. Là rộng tu, cúng dường. Rộng là rộng lớn, tu tức là phải thực hành. Tu hành cúng dường rộng lớn, cúng dường có rất nhiều thứ, như dùng thân cúng dường, dùng tâm cúng dường, cùng thân tâm để cúng dường. Thế nào gọi là dùng thân cúng dường? Giống như hai chúng đệ tử xuất gia, đây tức là dùng thân cúng dường chư Phật. Dùng thân làm Phật sự, tu hành Phật pháp, chẳng những dùng thân để cúng dường, cũng có thể nói dùng tâm để cúng dường, dùng chân tâm để tu hành Phật pháp. Hàng ngày lễ Phật dạy, hàng ngày lễ lại Phật, tụng kinh, niệm niệm không quên, đều hoan hỷ tu hành Phật pháp. Đây gọi là thân tâm cúng dường. Cũng có dùng thân cúng dường, tức là một số người tại gia không thể chánh thức xuất gia, hoặc trong sự bận rộn, họ đến chùa lạy Phật, thắp hương lạy Phật. Đây gọi là thân cúng dường. Hoặc thân chẳng đến, bận rộn, chẳng có thời gian, mỗi ngày ở tại nhà thành tâm, thắp lên bàn Phật một cây nhang, cúi đầu lễ Phật, lạy Phật, hoặc quán tưởng lạy Phật. Đây gọi là tâm cúng dường, hoặc dùng hương, hoa để cúng dường, hoặc ở trước bàn Phật thắp đèn lên để cúng dường, hoặc mua trái cây cúng Phật, hoặc đốt đèn cài lên cúng Phật, hoặc dùng y mới để cúng dường Phật, vân vân. Rộng tu cúng dường, vốn có 10 thứ cúng dường, 10 thứ cúng dường biến thành 100 thứ cúng dường, 100 thứ cúng dường biến thành 1000 thứ, vạn thứ cúng dường. Khi chúng ta cúng dường một vị Phật, thì ở trước một vị Phật, chúng ta quán tưởng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật khắp pháp giới. Ở trước mỗi vị Phật đều có thân của chúng ta đang cúng dường. Bạn quán tưởng như thế gọi là cúng dường pháp giới. Cúng dường pháp giới thì cũng sẽ thành tựu công đức pháp giới. Thành tựu công đức pháp giới thì đắc được trí huệ pháp giới. Bạn đắc được trí huệ pháp giới thì viên thành quả vị pháp giới. Cho nên rộng tu cúng dường tức là tận hết sức lực của bạn để cúng dường Phật pháp tăng tam bảo. 4. Là sám hối nghiệp chướng. Sám là ăn năn những lỗi lầm đã tạo trước kia, hối là hối cải không làm nữa. Sám là sửa đổi những tội lỗi đã phạm trước kia, hối là sau này không làm những tội lỗi đã phạm trước kia. Đó là việc ác đã sinh, nay chấm dứt, việc ác chưa sinh, nay không sinh ra nữa. Hối cũng là việc thiện đã sinh, nay làm cho tăng trưởng. Việc thiện chưa sinh, nay khiến cho sinh ra. Nghiệp có rất nhiều thứ. Nghiệp chướng là một trong ba chướng. Ba chướng là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Hiện tại nói về sám hối nghiệp chướng, tức cũng là sám hối báo chướng, cũng là sám hối phiền não chướng. Nghiệp chướng có ba thứ: thân nghiệp, miệng nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp tạo ra gồm có giết hại, trộm cắp, tà dâm. Giết hại thô thì giết hại những sinh vật lớn như giết bò, giết heo vân vân. Tế thì giết hại những sinh vật nhỏ như giết kiến, muỗi, ruồi vân vân. Ngoài thô và tế ra, còn có cố ý giết, trong tâm muốn giết, tuy chưa thành là hành động, nhưng trong tánh giới thì đã phạm giới rồi. Trong tánh không nên giết, mà trong tâm động niệm giết, về Bồ Tát giới thì đã phạm giới, giết hại. Trộm cắp
cũng như thế, lớn thì trộm, chiếm nước khác, nhỏ thì trộm đồ vật của người. Tóm lại, người ta không cho, mà lấy là trộm. Nghiệp dâm cũng. Có lớn, có nhỏ, có thô, có tế, cho đến trong tâm khởi nghiệp dâm, thì trong tự tánh chẳng thanh tịnh. Ý có ba điều ác, tham, sân, si. Miệng có bốn điều ác, nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi mắng. Thuở xưa đã tạo ra đủ thứ tội nghiệp, cho nên hiện tại chúng ta phải phát tâm sám hối. Đã tạo lỗi lầm thì về sau đừng tái phạm nữa. Những điều ác chưa làm thì đừng khiến cho nó sinh ra. Đây gọi là sám hối nghiệp chướng. Sám hối như thế nào? Thì phải ở trước Phật ăn năn hối cải, khóc lóc rơi lệ, dùng chân tâm sám hối thì nghiệp chướng tự nhiên sẽ tiêu trừ. Do đó có câu: di thiên đại tội, nhất sám liền tiêu. Nghĩa là dù tội có lớn, sám hối sẽ tiêu trừ. Năm là tùy hỷ công đức. Tùy là tùy theo, hỷ là hoan hỷ, công là lập công, đức là làm đức hạnh. Tùy hỷ cũng kêu người khác tùy hỷ chính mình để làm công đức. Chính mình cũng tùy hỷ người khác làm công đức. Bạn muốn sám hối nghiệp chướng thì nhất định phải tùy hỷ công đức. Làm đủ thứ công đức, bạn sám hối nghiệp chướng của chính mình hoặc không thể nhất thời tiêu trừ hết, nên càng phải làm nhiều công đức. Tùy hỷ công đức tức là sám hối nghiệp chướng, sám hối nghiệp chướng cũng tức là tùy hỷ công đức. Tại sao thứ năm là tùy hỷ công đức? Vì thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Bạn muốn sám hối nghiệp chướng thì nhất định phải thực hành tùy hỷ công đức thứ năm. Tùy hỷ công đức là bao quát làm tất cả việc thiện, hết thảy công đức lành đều phải tùy hỷ, tội nghiệp lỗi lầm đừng làm. Làm thế nào tùy hỷ công đức lành? Như có người đề nghị làm một việc gì đó có lợi ích cho người khác, đây gọi là lành, là thiện. Thế nào gọi là lập công? Công là việc công cộng, làm nhiều việc có ích cho đại chúng. Bạn xem, chữ công là công tác, thêm chữ lực, nghĩa là bạn phải bỏ chút sức lực để làm việc công cộng, như làm đường xá, làm cầu. Việc bạn làm khiến cho mọi người đều được lợi ích thì gọi là làm công. Công có thể tồn tại, có hình tướng. Một số người có thể thấy được, ai ai cũng đều biết việc đó là ai làm. Như bạn xây bao nhiêu trường học có khác tên của bạn, đây gọi là lập công. Đức là làm được nơi tâm, việc bạn làm khiến cho trong tâm hoan hỷ, gọi là đức. Thứ đức hạnh này, một số người không nhất định biết. Đức có phân ra hiền đức và mật đức. Hiền đức là việc bạn làm, một số người đều rất vui mừng. Hiển bày ra, mọi người đều biết hết. Mật đức tức là việc bạn làm có lợi ích đối với mọi người, nhưng một số người không biết. Ví như có thần thông rồi, trong vô hình, đi trợ giúp hết thảy chúng sinh mà họ đều không biết, đây gọi là mật đức. Tùy hỷ công đức là việc tốt mình làm được nên khiến cho người khác tùy hỷ đến làm. Còn việc tốt của người khác làm, bạn biết rồi cũng nên tận hết sức lực của mình đi trợ giúp người khác, đây gọi là tùy hỷ công đức của người khác. Tùy hỷ công đức chẳng những tùy hỷ chính mình mà cũng tùy hỷ người khác, cho đến tùy hỷ hết thảy chúng sinh cấp dưới hoan hỷ, làm việc công đức lành, bạn đều đi trợ giúp họ làm. Lại có tùy hỷ công đức của Phật, công đức của Bồ Tát, công đức của Thanh Văn, Duyên Giác.
tùy hỷ công đức của tất cả chúng sinh. Thế nào gọi là tùy hỷ công đức của Phật? Ví như giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Đây tức là tùy hỷ công đức của Phật, để sướng mọi người thực hành lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát Đạo. Đây là tùy hỷ công đức của Bồ Tát. Để sướng tu 12 nhân duyên, đây là tùy hỷ công đức của duyên giác. Bạn khiến cho tất cả mọi người tu pháp bốn đế, tức là tùy hỷ công đức của Thâm Văn. Sáu nẻo chúng sinh, tùy hỷ công đức trời người, tức là tu năm giới, 10 điều lành. Cho nên, nói về tùy hỷ công đức thì vô cùng, vô tận. 6. Là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Thế nào là bánh xe pháp? Bánh xe có tác dụng thôi phục thiên ma ngoại đạo, khiến cho chánh pháp trụ lâu dài. Sau khi Đức Phật thành Phật rồi, ta lần chuyển bánh xe pháp, bốn đế độ năm vị tỳ kheo. Chuyển bánh xe pháp tức là thuyết pháp, như thỉnh Phật thuyết pháp, thỉnh Bồ Tát thuyết pháp, thỉnh Thanh Văn, Hiền Giác thuyết pháp, thỉnh A-La-Hán thuyết pháp, thỉnh hết thảy Pháp Sư thuyết pháp. Đây đều gọi là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Như mỗi ngày giảng kinh, có hai vị cư sĩ hoặc Pháp Sư ra thỉnh pháp. Đây gọi là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Đây là một trong 10 hạnh nguyện Bồ Tát. Chuyển bánh xe pháp có ích lợi gì? Trên thế gian, còn người chuyển bánh xe pháp thì ma vương không dám xuất hiện. Nếu không ai còn chuyển bánh xe pháp nữa, thì ma vương sẽ xuất hiện ra đời. Công đức chuyển bánh xe pháp là do bạn thỉnh pháp mà thành tựu, bạn sẽ có công đức, tức cũng là tùy hỷ công đức. Chuyển bánh xe pháp có thể khai mở trí huệ của bạn. Bạn thỉnh pháp sư vì mọi người thuyết pháp, thì đối với mọi người đều có lợi ích. Đây tức là tùy hỷ công đức. Cho nên, 10 đại nguyện liên kết với nhau, như muốn sám hối nghiệp chướng, thì phải tùy hỷ công đức. Bạn muốn tùy hỷ công đức, thì phải thỉnh chuyển bánh xe pháp. Thỉnh chuyển bánh xe pháp chẳng riêng gì giảng kinh thuyết pháp, phàm là làm tất cả mọi việc trong Phật giáo, có liên quan đến Phật giáo, đều gọi là chuyển bánh xe pháp. Như làm việc thu âm, giảng kinh thuyết pháp, phiên dịch kinh điển, cho đến viết bài về Phật giáo, có lợi ích cho mọi người, đều là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Hơn nữa, như đọc kinh, tụng kinh, lạy kinh, tham thiền, đa tọa, đều là một phần trong thỉnh chuyển bánh xe pháp. Cho nên, thỉnh chuyển bánh xe pháp chẳng phải riêng gì một việc giống nhau, phàm là tất cả mọi việc làm trong Phật giáo. Việc có lợi ích cho Phật giáo đều là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Chỉ cần bạn minh bạch, tức là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Nếu chẳng minh bạch, làm những việc đó cảm thấy quá khổ cực, quá mệt mỏi, đây gọi là sợ chuyển bánh xe pháp. 7. Là thỉnh Phật ở lại đời. Phật ra đời, ở lại đời, sau đó vào Niết Bàn. Khi Phật ở lại đời, giống như thế gian có mặt trời, soi sáng thế gian. Phật vào Niết Bàn, thì thế gian đen tối, do đó Bồ Tát Phổ Hiền phát đại nguyện muốn thỉnh Phật ở lại đời. Thỉnh Phật đừng vào Niết Bàn, mãi mãi ở lại thế gian. Phật thì hay là mãn nguyện chúng sinh. Nếu hết thảy chúng sinh đều thỉnh Phật ở lại đời, thì Phật sẽ không vào Niết Bàn. Nếu chẳng thỉnh Phật ở lại đời, thì Phật giáo hóa những người đáng được giáo hóa, xong rồi sẽ vào Niết Bàn. 8. Là thường theo Phật học, là luôn luôn theo Phật để học tập Phật pháp. Phật pháp rất là bao la, nhưng học Phật pháp đừng sợ nhiều, học được nhiều
thì trí huệ càng nhiều. Ví như tôn giả A Nan, tại sao trí nhớ của ngài tốt? Do đó, Phật pháp như biển cả chảy vào tâm A Nan, vì tôn giả A Nan đời đời kiếp kiếp chú trọng về đa văn, cho nên trí nhớ của ngài rất tốt. Thường theo Phật học thì đừng giải đãi, đừng làm biếng, đừng hôn trầm, phải xuyên tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Bạn phải xuyên tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Đó tức là thường theo Phật học. Chính là luôn thuận chúng sinh. Luôn là luôn luôn, luôn luôn không đổi. Thuận là thuận theo cảnh giới chúng sinh. Luôn thuận chúng sinh đều là điên đảo. Phải chăng bạn luôn thuận chúng sinh điên đảo? Chúng sinh vốn chẳng có tri thức. Nếu bạn luôn thuận chúng sinh chẳng có tri thức, thì phải chăng bạn đi vào con đường ngu si? Luôn thuận chúng sinh là thuận tập quán của chúng sinh, và ở trong nghịch lưu cứu vớt họ ra mới gọi là luôn thuận chúng sinh. Vì chúng sinh đều là điên đảo tức là nghịch lưu. Nếu bạn thuận chúng sinh thì không thể thành Phật, nếu bạn muốn thành Phật thì không thể thuận chúng sinh. Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền muốn luôn thuận chúng sinh, tức là muốn ở trong dòng nghịch lưu, làm cho chúng sinh thuận theo và cứu vớt họ thoát ra? Do đó, ngược dòng phàm phu xấu trần, nhập vào dòng thánh tánh, thánh nhân. Đây là luôn thuận chúng sinh. Chúng sinh hoan hỷ tạo nghiệp, e rằng bạn cũng muốn tạo nghiệp chăng? Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo. Nếu bạn theo chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo. Nếu bạn theo chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo, thì đó chẳng phải là chúng sinh chăng? Luôn thuận chúng sinh, tức cũng là luôn luôn độ chúng sinh, không biết nhàm mỏi, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, tức cũng là tu tỉnh, tấn và là mật, không chán ghét chúng sinh tạo tội, dù có chúng sinh tạo rất nhiều tội nghiệp, cũng không bỏ họ, không có tâm niệm rằng không độ họ để họ đoạn địa ngục, nên dùng tâm từ bi hỷ xả để độ họ. Đây mới là chân chánh tinh tấn ba la mật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu đạo tại Nhân Địa thì ở trong núi tu bố thí tinh tấn ba la mật. Một ngày nọ, trời đổ tuyết xuống quá nhiều, hết thảy mọi vật trên núi đều bị tuyết bao phủ hết. Có một con hổ mẹ dẫn con hổ con đi tìm thức ăn, nhưng tìm cách gì cũng chẳng có thức ăn. Nhìn thấy hổ mẹ và hổ con sắp chết đói, đi cũng đi hết nổi. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tâm nghĩ rằng, tôi muốn đem thân này bố thí cho hổ đói, để họ ăn rồi sẽ phát bồ đề tâm, thành vô thượng đạo. Phát nguyện đó rồi, ngài bèn chạy đến chỗ hổ mẹ, hổ con, xả thân cứu hổ. Đây là một phần trong luôn thuận chúng sinh, đồng thời cũng là bố thí ba la mật, cũng là tinh tấn ba la mật. Chúng ta luôn thuận chúng sinh là phải độ thoát chúng sinh, đưa chúng sinh ra khỏi đường mê, khiến cho chúng sinh thuận theo mình tu đạo, chứ chẳng phải là chạy theo chúng sinh. 10. Là hồi hướng, khắp hết. Hồi là hồi lại, hướng là hướng tới, hồi là hồi vào bên trong, hướng là hướng ra bên ngoài, khắp là khắp cùng, hết thảy tất cả mọi việc, tất cả công đức đều hồi hướng về chư Phật. Trước hết phải hồi lại, sau đó hướng ra bên ngoài. Tất cả đem phàm phu hồi hướng thánh nhân, đem chúng sinh hồi hướng chư Phật, hồi phàm hướng thánh. Đây là hồi hướng, hồi chúng hướng Phật. Đây là hồi hướng, hồi sự hướng lý. Đây là hồi hướng, hồi tiểu hướng đại. Đây là hồi hướng, hồi tự hướng tha. Đây cũng là hồi hướng.
thế nào gọi là hồi tự hướng tha. Ví như tôi đem công đức làm việc tốt hồi hướng cho bạn bè của tôi, khiến cho họ cũng phát bồ đề tâm, thành vô thượng đạo. Hồi sự hướng lý, tức là việc làm tuy là hữu tình, nhưng muốn hồi hướng lý. Lý là vô hình, đem công đức hữu hình, hồi hướng về pháp giới vô hình. Hồi tiểu, hướng đạt, là hiện tại, tuy tôi là tiểu thừa, nhưng chẳng tu pháp tiểu thừa, mà tu tập Phật pháp đại thừa. Như chúng ta, mỗi ngày giảng kinh xong rồi, đều đọc bài kệ hồi hướng rằng, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới tứ ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát bồ đề tâm, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Giảng kinh là bố thí pháp, là bố thí thù thắng nhất. Có thể nói là lớn hơn công đức đem bảy báu 3000 đại thiên thế giới ra bố thí. Tuy lớn như vậy, nhưng công đức đó tôi không cần, mà nguyện đem công đức giảng kinh thuyết pháp này để trang nghiêm cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật, trên báo đủ thứ ân, trời đất, quốc vương, cha mẹ, sư trưởng, dưới cứu địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, ba đường khổ. Giả sử có ai gặp được pháp hội giảng kinh, nghe thấy được pháp này, thì mau phát bồ đề tâm. Thân này hiện tại của chúng ta là báo thân, khi thân này không còn nữa, thì mọi người cùng nhau sinh về thế giới cực lạc. Đây tức là hồi hướng. Bồ Tát Phổ Hiền làm tất cả công đức đều hồi hướng về chư Phật. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Ni Sô ha ha.